Thúy Ngân chính thức lên tiếng về tin đồn sắp làm đám cưới. Tối 20 tháng 2, Thúy Ngân khoe ảnh hai chiếc nhẫn của một thương hiệu trang sức lên trang cá nhân, lập tức cộng đồng mạng cho rằng đây là nhẫn cưới và cô nàng sắp có tin vui. Mới đây Thúy Ngân có động thái đáp trả thông tin này, cô tiếp tục đăng ảnh hai chiếc nhẫn kèm chia sẻ: "Mình thích thì mình tự mua đeo thôi." Câu trả lời này phủ nhận chuyện Thúy Ngân sắp lên xe hoa và khẳng định cặp nhẫn này là do chính cô mua để tặng bản thân, chứ không phải nhận cưới. Thúy Ngân từng vướng tin đồn hẹn hò với nhiều nam nghệ sĩ. Cô và Trương Thế Vinh bị soi dấu hiệu có tình cảm, thường xuyên ngồi cạnh nhau đeo đồng hồ đôi và không ít khoảnh khắc selfie tình tứ như một cặp tình nhân thật. Khi đóng phim gạo nếp gạo tẻ, cô cũng bị đồn có quan hệ tình cảm với nam diễn viên Trung Dũng. Gần đây nhất khi tham gia một show truyền hình thực tế, Thúy Ngân bị gắn ghép với rapper Karik. Cả hai từng gây xôn xao khi xuất hiện trong bộ ảnh cưới. Tuy nhiên đây chỉ là hình ảnh quảng cáo mà cả hai tham gia. Thúy Ngân, tên thật là Lê Huỳnh Thúy Ngân, là một người mẫu diễn viên, từng đoạt giải Á khôi trang sức 2009, lọt vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô sở hữu nhiều phim nổi tiếng như Gạo nếp gạo tẻ, Cây táo nở hoa, Hải đường trong gió. Ngoài ra hiện nay cô còn đang là gương mặt quen thuộc trên nhiều game show truyền hình ăn khách. Diễn biến mới đầy uẩn khúc của vụ nam em, nhân vật chính biến mất, chồng sắp cưới kiểm soát mọi tài khoản, chị gái nóng lòng kêu cứu. Tết nguyên đán chỉ vừa qua vài ngày, nam em cùng chồng sắp cưới đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội với hàng loạt những phát ngôn từ việc bóc phốt nhiều nghệ sĩ cho tới tuyên bố dẹp loạn showbiz. Khi câu chuyện ngày càng đi xa, khán giả đã quá ngắn ngẩm vì chuỗi thông tin hành vi tiêu cực của cặp đôi thì gần đây vụ drama lại có những chuyển biến đầy bất ngờ. Trong buổi live stream tối 25 tháng 2, Nam Em bất ngờ tỏ thái độ bực tức khi chồng sắp cưới đi nhậu với bạn bè mà không ở với mình. Cô còn thẳng thắn tố, người đàn ông này luôn nói sẽ lo cho cô nhưng lại không chịu đi làm, để mình cô kiếm tiền. Cả hai sau đó lời qua tiếng lại ngay trên live stream, chồng Nam Em đòi chia tay. Nam Em cho biết mỗi lần chồng sắp cưới say rượu cô phải hứng chịu rất nhiều. Có lần nào anh nhậu vào mà anh đối xử với em tốt không? Anh nói được em nể anh luôn. Lần nào nhậu xong cũng như khùng như điên. Những ngày tiếp theo nam em khẳng định cô đã tỉnh táo trở lại sau thời gian làm loạn mạng xã hội, thừa nhận bản thân cảm thấy sợ và ngán ngẩm khi mỗi lần lướt các trang mạng đều tràn ngập gương mặt mình. Dân mạng thì không khỏi hoang mang khi thấy hình ảnh cô phờ phạc, ngồi ăn mì tôm và tâm sự, tài khoản về gần không đồng, sâu không có, người yêu thì không chịu đi làm, mì tôm sáng trưa chiều tối. Tối 27 tháng 2, nam em khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải bài viết cầu cứu mọi người khi có nhóm người xuất hiện tại nhà cô vào lúc nửa đêm. Trong video, một nhóm người cầm theo vật dụng nguy hiểm đến đòi xông vào cổng nhà nam em, sau đó có tranh cãi xô sát với chồng sắp cưới của cô. Nam em nói, tôi hy vọng cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ tính mạng cho tôi và những người thân. Vào lúc không giờ một đội thanh niên cầm kiếm nhật đến nhà tôi muốn giết người, xin cơ quan chức năng vào cuộc xin cầu cứu. Dù không rõ thực hư tình huống này ra sao nhưng khi chứng kiến cảnh tượng nguy hiểm, cộng đồng mạng không khỏi hoang mang và nhắc nhở nam em nên sớm liên hệ với cơ quan chức năng để bảo vệ cho chính mình. Bất ngờ nhập viện vào ngày bị triệu tập, chồng sắp cưới nắm toàn quyền kiểm soát trang cá nhân. Sau những ồn ào trong vài tuần qua, nam em chính thức nhận được giấy triệu tập của thanh tra sở thông tin truyền thông. Tuy nhiên vào sáng 28 tháng 2, như thông báo nam em lại không xuất hiện mà chỉ có chồng sắp cưới tới làm việc. Nguyên nhân cho sự vắng mặt của nam em được giải thích là do trên đường đi có dấu hiệu sức khỏe không ổn định nên đã nhập viện cấp cứu. Trong tối hôm đó, trang cá nhân của nam em đăng tải hình ảnh nam em nằm trên giường bệnh trong tình trạng cơ thể suy nhược. Đáng nói, người đăng bài và xử lý mọi thông tin trên trang cá nhân của nam em lại là chồng sắp cưới của cô và không chỉ riêng bài đăng này, sau đó anh vẫn tiếp tục dùng tài khoản Facebook của nam em để đăng bài. Trong khi đó, kể từ lúc có thông tin nhập viện, nam em không hề xuất hiện hay tương tác gì trên tài khoản mạng xã hội của mình. chị gái nam em kêu cứu tố chồng sắp cưới của em gái. giữa lúc nam em đang biến mất, nam anh chị gái song sinh của nam em đăng tải bài viết tỏ thái độ bất bình về em rể tương lai cô chia sẻ bây giờ bùi hữu cường cô lập hết tất cả các mối quan hệ xung quanh nam em giờ cả em tôi cũng nghĩ không ai thương bà hơn ông cường xin cứu các gia đình tôi sao mà có thể nghĩ cái gì cũng xấu xa vậy sau khi nam anh đăng tải dòng trạng thái cộng đồng mạng hoang mang trước tình cảnh hỗn độn hiện tại nhiều người thể hiện sự lo lắng như nam anh cho rằng nam em bị chồng sắp cưới thao túng và sợ cô sẽ rơi vào tình trạng tâm lý tệ hơn tuy nhiên bên cạnh đó cũng không ít những nghi ngờ liệu rằng đây có tiếp tục là một kịch bản để câu kéo sự chú ý tự ý chấm dứt hợp tác nam em sẽ khởi kiện Ngày 29 tháng 2, Ban tổ chức Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long, tiền thân là Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long, đưa ra thông báo ngừng đồng hành cùng năm em trong cuộc thi 2024. Trải qua 16 năm phát triển cùng với sự đăng quang của ba Hoa hậu, Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long trở thành cuộc thi sắc đẹp lâu đời và uy tín hàng đầu của khu vực. Với tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp nhân cách, trí tuệ, sắc đẹp, rèn luyện bản lĩnh tư duy và tài năng của phụ nữ Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, phụ nữ Việt Nam nói chung, Ban tổ chức Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2024 nhận thấy, đương kim Hoa hậu Nguyễn Thị Lệ Nam em không phù hợp với tiêu chí và hình ảnh mà cuộc thi muốn hướng tới. Trong xuyên suốt quá trình cuộc thi diễn ra, Ban tổ chức Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long thông tin. Tuy nhiên, báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ban tổ chức chỉ mới đăng tải thông cáo báo chí này thông qua fanpage vì chưa liên hệ được với Nam Em. Trong khi đó, quản lý của Nam Em, ông Bùi Hữu Cường cho biết, giữa Nam Em và đơn vị này chưa ký kết hợp đồng chuyển khoản hay đặt cọc gì. Vì thế ông cho rằng việc ban tổ chức tự ý thông báo như vậy làm ảnh hưởng hình ảnh Nam Em. Ông nói trên livestream và yêu cầu phía ban tổ chức cuộc thi xin lỗi nếu không sẽ khởi kiện. Ban tổ chức Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long cũng xác nhận chưa ký hợp đồng đồng với nam em nhưng hai bên đã có thỏa thuận sau nhiều buổi làm việc ban tổ chức chỉ cần thông báo giờ giấc cho nam em để tham gia các hoạt động thời điểm này ông cường chưa xuất hiện trên fanpage của cuộc thi cũng đăng tải nhiều hình ảnh của nam em nam em cũng từng tham gia một buổi gặp gỡ người hâm mộ do ban tổ chức hoa hậu đồng bằng sông cửu long tổ chức hồi tháng 2 năm 2023 tại thành phố cần thơ thời gian qua nam em trở thành tâm điểm của dư luận khi liên tiếp gây sốc ở các phiên livestream trên mạng xã hội Hôm 22 tháng 2, trong cuộc họp thường kỳ tại Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông cho hay, Sở này đã ghi nhận lên kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để thực hiện xử lý theo đúng quy trình và quy định pháp luật. Đến chiều 28 tháng 2, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã mời nam em lên làm việc về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội. Tuy nhiên trên đường đến sở thông tin truyền thông làm việc theo giấy mời, nam em có dấu hiệu sức khỏe không ổn định nên đã nhập viện cấp cứu. Ông Bùi Hữu Cường quản lý của nam em đến làm việc và trình bày về lý do nam em không thể đến làm việc được. Đồng thời cam kết khi nam em hồi phục sức khỏe sẽ đến làm việc với các cơ quan chức năng. Chồng nam em bị đàn em giang hồ hải bánh nhắc tên, khen bản lĩnh nhất tiktok. Mới đây một người đàn ông có tên Túng Trọc, đàn em của hải bánh đã lên video nhắc tên chồng sắp cưới của nam em, anh Bùi Hữu Cường. Theo đó, người này liên tục dùng giọng điệu mỉa mai khi nhắc đến bạn trai Nam em. Từ ngày chơi TikTok đến giờ tôi chưa từng gặp người đàn ông nào bản lĩnh như anh Bùi Hữu Cường, chồng chưa cưới của Nam em. Chưa thấy người nào giàu bằng, chưa thấy người nào gấu bằng. Tôi rất muốn lên đây để hỏi mọi người anh Cường là ai? Gần đây anh Cường tuyên bố sẽ xiên bất cứ ai đụng đến anh ấy, chứng tỏ anh ấy là người mạnh nhất. Trước khi kết thúc video, người này còn cẩn thận nhắn nhủ anh Cường, mình rất quý bạn, mình rất tôn trọng bạn, mình không làm gì bạn cả, nên đừng có cho người xiên xỏ gì mình nhé. Hiện tại, nam em vẫn đang là cái tên chiếm sóng trên mạng xã hội. Không chỉ nam em mà bạn trai của người đẹp cũng được chú ý không kém. Nhất là tối 26 tháng 2, nam em khiến netizen xôn xao khi livestream về tình hình náo loạn trước cổng nhà. Cô cho hay có nhóm người lạ mặt kéo đến gây rối và còn mang theo vũ khí, khiến một số netizen cho rằng đó là giang hồ. Chồng sắp cưới của nam em cũng trực tiếp lời qua tiếng lại với nhóm người này khiến nam em ra sức ngăn cản, thậm chí còn đòi làm điều dạy dột nếu bạn trai không dừng lại. Nhiều cư dân mạng không khỏi thắc mắc quá khứ của bạn trai nam em ra sao, giờ đây lại có cả liên quan đến giang hồ. Bạn trai của nam em thừa nhận mình từng chống đối pháp luật, chống đối người thi hành công vụ dẫn đến vướng vòng lao lý, từng có tiền án. Bản thân người trong cuộc chưa từng lên tiếng nói rõ về chuyện này, nhưng nam em từng lên tiếng bảo vệ bạn trai trước những bình luận trái chiều. Không những thế, từ khi xuất hiện trên sóng livestream cùng bạn gái, anh Cường ngày càng thể hiện động thái đáng nghi hơn về danh tính của mình, khiến không ít người đoán rằng anh thật sự là một nhân vật máu mặt. Trước đó, trong một phiên livestream, chồng sắp cưới của nam em bỗng tỏ thái độ gay gắt, cho biết bọn ta muốn phá nát showbiz, riêng một mình anh chấp cả showbiz miền Nam này. Anh nhờ bộ văn hóa dập cho bọn nó ăn cám, chồng sắp cưới của nam em nói trên livestream. Nhiều lần nhắc tên ông anh, bà chị, người thân quen có cơ to chiếc lớn của mình trên sóng, anh thường dùng giọng điệu thái độ được đánh giá là ra vẻ mỗi khi trò chuyện cùng người khác trên live. Thổ mới công khai hiện hò, cộng đồng mạng rộ lên thông tin bạn trai của cô được cho là vướng cảnh nợ nần. Ngoài ra anh còn có tin đã có hai đời vợ và hiện có ba người con. Khi được hỏi về thông tin này, nam em từ chối trả lời, điều này khiến nhiều người khẳng định chắc nịch. Rất nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ về quá khứ không mấy tốt đẹp của bạn trai nam em. Anh cho hay hiện đang làm công việc liên quan đến lĩnh vực khoa học phong thủy, khoa học tâm linh. Bạn trai của nam em cũng thực hiện công tác giảng dạy và viết sách. Anh lựa chọn cuộc sống khép kín sau nhiều sóng gió cuộc đời. Đến nay những lời này của anh khiến cộng đồng mạng cảm thấy mất niềm tin, là người thành đạt có lẽ anh dành nhiều thời gian cho việc vô bổ nhưng anh chẳng giúp bạn gái đỡ stress mà còn khiến cô ấy thêm các vấn đề rắc rối để giải quyết. Nam em khoe nhan sắc mặn mà khi ở bên chồng nói về cách dần mặt người yêu cũ. Mới đây nam em tham dự một buổi tiệc cùng chị gái và chồng trên một du thuyền hạng sang, tận hưởng không khí đầu năm vui vẻ. Nam em xuất hiện với diện mạo lộng lẫy, thanh lịch, cô khoác trên người mẫu đầm lụa trắng thiết kế cổ yếm trễ ngực. Nam em còn chọn tông trang điểm nhẹ nhàng kết hợp kiểu tóc bùi mái xoăn, đem lại cảm giác quý phái. Cô tạo dáng e ấp quyến rũ với nhan sắc chín muồi ở tuổi 28 trước ống kính. Cô còn ghi thêm trạng thái bên dưới video khiến cõi mạng chú ý. Đây là cách tôi dằn mặt người yêu cũ. Có lẽ nam em muốn ẩn ý chia sẻ đến các cô gái rằng việc trở nên xinh đẹp là điều khiến người yêu cũ cảm thấy tiếc nuối. Tại bữa tiệc cô dành chọn thời gian bên chồng cùng chị gái. Hiện tại họ là người thân thiết và đáng tin tưởng nhất của nam em sau nhiều sóng gió. Dù vướng phải nhiều ồn ào chuyện tình cảm, nam em vẫn tiếp tục đi hát. Cô được chồng chăm lo và cận kề bên cạnh, làm công chúng, phải xúc động trước tình cảm của cặp đôi. Được biết, nam em và chồng có kế hoạch sẽ cưới nhau trong năm 2024. Dân mạng dự đoán đám cưới của cặp đôi sẽ trở thành một trong những sự kiện hot nhất, làng giải trí Việt. Nam em sinh năm 96, cao 1m73 đến từ Tiền Giang. Cô từng đăng quang Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015 và là đại diện Việt Nam lọt top 8 Hoa hậu Trái Đất 2016. Cô cũng vừa giành được danh hiệu top Miss Việt Nam 2022 cùng giải thưởng Người đẹp truyền thông. Mới đây, nam em công khai về mối tình mới với bạn trai doanh nhân. Nam em và anh chàng quen nhau khi cô đi mua đồ tại một cửa hàng phong thủy do anh này làm chủ. Sau một thời gian, nam em quyết định tỏ tình. Hiện cặp đôi đã quen nhau được 9-10 tháng.